Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì mình sẽ làm bò lá lốp và gân bò cuộn rau chấm mắm nêm nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra vườn mình hái một ít rau lá lốp. Và đây là cái bụi lá lốp mà Quỳnh trồng từ bữa giờ đó mọi người. Đó mọi người thấy không? Vì cao lên cho mọi người xem, lá thì rất là bự nha mọi người. Đó, lá bự nè. Ở trong đây thì có cái lá bự hơn nhưng mà nó bị sâu nó cắn miếng đó. Nó bự hơn cái bàn tay của Quỳnh luôn mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hái một ít vào nha. Nhà Quỳnh thì bây giờ nó đang ồn á mọi người. Và Quỳnh sẽ cho mọi người xem cái lý do tại sao nó ồn. Là bởi vì là cái ruộng lúa mà thường thường Quỳnh hay ngồi bên đây để quay video ăn uống cho mọi người xem cái ruộng lúa. Thì hôm nay thì người ta đi thu hoạch lúa nè mọi người. Đó, cái máy thu hoạch lúa ở Nhật thì nó thu hoạch như vậy đó. Nó gặt xong rồi nó lấy lúa xong nó xả lại cái rác tại chỗ rồi chút nữa có xe hốt lại nha mọi người. Đó, bên kia thì có một chiếc xe nhỏ ấy, xong người ta sẽ đổ lúa vào bên trong đó. Sẽ quay về cái vấn đề chính của mình ngày hôm nay là mình sẽ hái nha mọi người. Tại hôm nay thì mình sẽ cắt luôn phần ở dưới luôn để mình lấy cái cọng đó mình gắm cây nha mọi người. Gắm ngày mình trồng tiếp. Đó, mình cắt cái dưới này nè. Đó. Đó, mọi người biết hả? Nó ra dày thòn nha mọi người, nó bò lung tung sàn hết luôn. Vào đây luôn. Bụi lá lốp siêu ngon nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mời mọi người cùng Quỳnh đi ra ngoài sân này để mà mình hái thêm là một ít rau thơm nha. À. Trời ơi, nó ngon ghê mọi người, rau kinh giới nè. Hôm nay thì mình sẽ hái húng quế với húng cây nha. Đó. Húng quế. Bên đây là húng cây. Húng quế với húng cây nhà Quỳnh hôm nay sâu quá trời mọi người, nó ăn hết lá rồi nè. Quỳnh ăn không kịp rồi, nó ăn phụ Quỳnh đó mọi người. Thiệt tầm mấy con sâu nhà Quỳnh luôn đó mọi người. À. Hôm nay thì Quỳnh làm món này để Quỳnh kêu anh xã Quỳnh vô ăn chung với Quỳnh, có ảnh có vô không nha mọi người. Thì chưa biết được là có vô hay không. Nếu vô được thì hy vọng là cái video sẽ là cái video để cho mọi người xem giải trí nha. Bụi rau quế nè. Bây giờ nó thơm lắm mọi người ơi. Hôm nay mình cũng sẽ cắt đi mà mình cũng chừa lại một chùm nha mọi người. Chừa lại một chùm. À, còn không thì cái bông này cũng nở rồi đó. Mình phơi khô mình lấy cái hạt năm sau mình trồng cũng được ha. Ủa, nó thơm lắm nha mọi người ơi. Chưa có đến mùa thu. Mới có đầu mùa thu mà hôm nay là bông hết trơn rồi đó mọi người. Oh, thơm lắm bà con ơi. Cắt hơi bị tiếc mà. Thơm lắm, thơm lắm. Mình sẽ hái thêm vài chiếc ớt xiêm nha mọi người. Đó, đây là ớt xiêm nhà Quỳnh nè. Trời ơi, nó cay lắm nha mọi người ơi. Mọi người ơi, đó. Đây. Dạch ra cho mọi người xem, dạch ra cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy bên trong không? Nó màu cam cam mọi người. Ớt để màu cam cam thôi. Mình để vài bữa nữa thì nó mới đỏ. Nhưng mà cam cam này mình hái là ăn được rồi. Đó. Trời ơi, đây nè. Thấy chưa? Ngon chưa? Mình ăn món này mà mình ăn rau canh giới thì nó hơi kỳ vậy mẹ ha. Nên mình sẽ ăn rau húng cây với rau quế thôi. Hái thêm vài trái ớt rồi. Ok, hôm nay mình sẽ ăn vậy thôi ha. Khi mà Quỳnh lặt thì Quỳnh sẽ lặt lấy cái cuốn nha mọi người. Để chút mình quấn mình kẹp nó vô thì nó sẽ không bị xúc cái phần thịt ra ha. Nước sôi rồi Quỳnh sẽ cho vào đây một ít muối, hành ba rô, một ít gừng, một ít rượu nấu ăn, gân bò vào. Gân bò hôm nay thì Quỳnh mua thì người ta đã xiên que sẵn rồi. Thì mình về mình chỉ luộc thôi nha mọi người. Le vào luộc luôn. Quỳnh sẽ cho vào đây là một ít ngũ vị hương, tương, bột nêm, đường, bột ngọt, tiêu, hành tím bầm và tỏi bầm. Tại vì cái măng này Quỳnh mua thì người ta cũng đã luộc sơ rồi mọi người, mình chỉ luộc sơ qua thôi là nó có thể ăn được rồi.
Gân bò nãy giờ mình luộc lửa riu 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 riu, bây giờ nó cũng đã mềm rồi đó mọi người. Mình sẽ tắt lửa luôn. Mình vớt ra. Wow, ngon quá mọi người ơi. Vào bên trong chảo một ít dầu. Mình sẽ cho hành, tỏi, xả bầm vào. Sẽ cho hết cái phần thịt bò hồi nãy mình ướp vào luôn. Là lá lốt mà mấy cái lá nhỏ nhỏ hoặc là lá rách đó Quỳnh cắt nhuyễn rồi Quỳnh bỏ vào. Bò được như thế này thì Quỳnh sẽ tắt lửa luôn. Mình gói thì Quỳnh sẽ ướp cái phần mặt xanh ra ngoài nha. Quỳnh cho thịt vào phần mặt dưới của lá, cuộn lại. Mình cho vừa phải thôi, mình cuộn lại như thế này. Thì cái phần đuôi này của Quỳnh nó hơi dài nè, mình sẽ ngắt bỏ nha. Mình sẽ dùng cái tăm hoặc là cái que, mình đâm vào đây, cái phần này vào, bên trong của cái lá với cái thịt, là mình có thể gài được là một cái miếng bò lá lốt như thế này nha mọi người. Quỳnh cho một ít dầu vào chảo. Nóng mình sẽ cho bò vào. Quỳnh áp mặt cỡ như vậy là được nha mọi người. Quỳnh sẽ tắt lửa luôn. Quỳnh sẽ làm mắm nêm nha. Quỳnh sẽ cho vào đây là đường. Mình cho mắm nêm vào. Một chút xíu nước sôi nữa. Thơm vào, thơm ở đây mình sử dụng là nửa trái thơm. Thì mình sẽ bắt đầu mình cho chanh vào. Rồi mình nêm nếm lại cho vừa ăn, tỏi và ớt vào. Mới bơm mà con nó làm vậy mọi người. Nó thì lấy mũi hụt, còn ba thì quay mặt qua bên hồng mọi người. Hôm nay thì Quỳnh làm cái video này thì Quỳnh sẽ cho anh xã Quỳnh ăn thử làm mắm nêm nha mọi người. Thằng xã nó kêu ngồi ngược rồi. Ai ba ba đô giờ ai hanta des onigashimasu. Rồi ở bên đây thì Quỳnh chuẩn bị là gà, gà xiên que cho thằng xã nó ăn, và bây giờ Quỳnh sẽ lấy luôn là cả thịt heo cho nó ăn nha mọi người. Thì anh xã Quỳnh sẽ ăn thử cái món này. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ múc mắm nêm ra ngoài cái chén nha mọi người. Cái chén hơi bị nhiều. Đó, Quỳnh sẽ múc ra một ít chảnh nha. Thôi chết chờ một chút sao ăn đi. Rồi ba ba ăn từ từ. Trời ơi, từ từ. Đây. Đó. Ở bên đây thì Quỳnh có để thêm một camera nữa, cho nên mọi người cứ yên tâm là mọi người sẽ thấy hết nha. Rồi, Quỳnh cũng sẽ múc bên đây luôn. Rồi nhiều lắm, mình sẽ để bún bớt nha. Quỳnh quay qua mình mới thấy hôm nay ổng không có cái máng, cái máng ăn của người xa, hôm nay ổng quấn cái khăn. Ông... xa xa nè, nhìn ba ba nè, ba có cái máng. Ông... ông nào máng ăn hai hai đô giờ cái gì vậy? Sao cái này sao kéo lên hay sao? Kéo lên đi, kéo lên đi ha. Rồi ok rồi, đây trời ơi con à. Rồi ăn lên ba. Rồi đây. À. Rồi ba ba hay đâu giờ? Tôi đi đứ. Hai cô quýt đi. Ta biết đi. Ai? Thì Quỳnh sẽ gấp chảnh vài miếng nha mọi người, tôi hơi bị xa đó mọi người. Bên đây thì có một cái dĩa nữa. À, có cái camera cho nên mọi người cũng sẽ dễ thấy ha. Ai? Quỳnh sẽ để chảnh ăn mỗi thứ một ít nha mọi người. Là thịt nè, rồi để coi anh ăn được hay không. Để chánh chấm thử nha mọi người. Rồi, măng luôn. Măng này thì mình đã luộc rồi cho nên mình sẽ ăn được. Ai. Rồi, ba ba hay đô giờ. Hay tạm biệt mít. Rồi. Bây giờ xin mời mọi người ăn chung với gia đình của Quỳnh nha. Ừ, rồi, ba ba hay đô giờ. Đô giờ. Rồi, mình cũng sẽ ăn nha mọi người, mình cũng sẽ ăn thử
cái măng nha mọi người, măng chấm, để vậy mọi người cũng thấy, để vậy mới thấy nè, đó măng lay nha mọi người. Ủa này giọng có chấm mà có chấm không? Ông nhìn cái mặt ông ơi là này, nói thì cô quay đây này nữa, cô co đố sẽ đớ nè, cô co mi ra xả mi ra gửi cô co ăn thịt không à? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ kéo lên cho xa, mẹ kéo lên cho, để mẹ gỡ luôn nè, con giúp đi, giúp bằng nghĩa đây, giúp bằng cái nghĩa đây, cảm này ghê quá à. Rồi ba ăn cả. Bây giờ ổng review rồi ăn còn hơn quỳnh. cho cái tội review đồ ăn từ mới còn trước còn sau khi em review đồ ăn còn hơn quỳnh rớt đất luôn vậy. Dạ ông rớt và ông lẩm cho quỳnh, ông rớt và ông lẩm cho quỳnh. No mới vừa khen câu trước câu sau rồi quay lại rớt mất tiêu mọi người, bó tài luôn. Sốt đi đi té. Sốt đi đi té tại bé té. Đố. Sốt đây cho bữa. Sốt tại bé đây đứng. Rồi. Có chấm nè. Ôi xí hết à? Ồ. Có chấm nè. Ủa xíu sao? Món này thì lúc đầu cũng hơi có mùi nha mọi người. Nhưng mà có thấy ăn mọi người. Hôm nay không có mấy ăn đeo khăn mà. Hoa không ăn thân để đi. Hôm nay mọi người, cái thịt ba chỉ này Quỳnh mua kéo nha. Đi. Mà kéo đi. Cái thịt ba chỉ Quỳnh mua cho nên Quỳnh về. Đi. Quỳnh chỉ cắt rồi Quỳnh để lên thôi. Quỳnh chỉ làm mà có Thả tôi ra. Rồi. Tắm. Quỳnh chỉ làm có cái bò lá lớp thôi mọi người. Ba, cô đây ta biết tiếp. Không biết cái này thì cái lá để nó ảnh ăn được không nha mấy người. Không có ảnh ăn được không? Đúng. Mio e được vậy? Nó hơi có mùi chút thôi. Nhưng mà không biết ăn được không nữa. Quỳnh làm không giống ăn mọi người. Ta biết tiếp. Mama, cái này giờ đó. Cái nào? Cái này đâu ta? Cái thịt gà đó. Không. Rồi không ăn ăn cơm đi, múc cơm. Rồi ok. Rồi múc cơm, rồi ok hả? Không có ăn không mọi người? Xa nẻ rối quá, mình chả có thấy được gì mà nghe. Không có ăn không mọi người? Không lại. Sao đấy? Anh kêu cay mọi người, nhưng mà giờ hồi nãy là khi mà Quỳnh làm á thì Quỳnh bỏ tiêu hơi nhiều chứ. Người Dịch ăn cay dở lắm mọi người. Chút xíu tiêu, chút xíu ớt ăn không được mọi người. Không biết là ảnh khen khe kêu cay lại cay do cái chén mắm nêm của Quỳnh hay là ở trong cái bò mọi người. Hai cha con làm gì chở mắt lên chở mắt xuống. Sao sang cơm chung với ba vui không? Sao? Biết rồi, ăn đi. Đáng lẽ cái món này thì mình phải ăn chung với lại chú chét. Quốc hơn đều. Tôi cho nó. Chú chét với khế nè mọi người thì mới đúng mại nha, bây giờ không mua không được mọi người. Tôi đi chua đấy. Nó thì là tôi đi chua đấy.
đánh vậy? Qua đây tại bên đây này nữa. Không ăn cái dĩa của mình đi xin đồ ăn của ông Sam à. Trời ơi. Trời ơi. Không biết mọi người thấy ông mới quẹt người quẩn mà. Ở giờ dễ sợ. Hôm nay cái mâm này là nó hội tụ với mọi người. Vừa thức thức, vừa mặn mặn của thịt heo quay, vừa thơm, vừa thực thực của măng. Cái gừng bọ ngõ mà nó thơm lắm, thơm mùi gừng. Ngon nhỉ. Sao? Bà nói gì thầy hiểu không ta? Vừa cứ sao? Áo? Áo sao với bà giống nhau? Nó này nè. Ông đứng xào xạo mà ông quẹt quẹt người tôi với ông rờ rờ. Cười dễ đã hay ghê quá. Trời, cái măng công nhận chấm với mắm nêm đã mà. Ông ăn cho vui thôi nha. Trở lại. Nào nhỉ? Sao qua đi nữa? Ông ăn cho vui, cho có mặt vậy mọi người. Nhưng mà thật sự ông ăn cho mình vui chứ thật sự không ăn nhiều mọi người. Rồi hàng xa cũng ra luôn mọi người. Ba nó xuống rồi, nó xuống luôn mọi người. Bây giờ còn có mình Quỳnh ha. Nói chung ở nhà này mọi người, là mỗi lần Quỳnh làm đồ ăn là thông thường là làm hai mâm nha mọi người. Anh xã Quỳnh một mâm, Quỳnh một mâm riêng. Có lúc thì mình ăn chung với nhau nhưng mà Quỳnh ăn đồ Nhật Quỳnh ăn không nổi mọi người. Những cái món bánh thiêng liêng, cái vị của Việt Nam á, Quỳnh ăn hoài mà không chán mà. Quỳnh cảm ơn người nghe lúc mà anh Tảo Quỳnh đi qua Việt Nam làm á, không biết. Ông cũng giống như Quỳnh bây giờ mà. Bây giờ thì Quỳnh làm YouTube thì Quỳnh làm món này món kia Quỳnh ăn. Còn hồi xưa á, khi mà anh xã Quỳnh ở bên Việt Nam á mọi người biết không, ông thèm đồ ăn mọi người. Mà ông đi làm từ sáng tới chiều về, ông thèm đồ ăn quá. Thì nhưng mà ở bên Việt Nam thì người ta vẫn có bán nhà hàng Nhật, nhưng mà người ta làm cái khẩu vị nó không có giống mọi người. Tại vì là mỗi cái cửa hàng thì nó làm cái khẩu vị là không có giống cái vùng miền mà anh đang ở. Cho nên anh ăn anh vẫn thèm cái vị đó. Anh thèm nó nổi mà mọi người biết không, ổng mở internet lên ổng coi hình mà. Ổng coi hình đồ ăn mà. Cũng giống như mình hay vào cái trang gì trên Facebook mà. Cái trang đó chuyên gia đăng đồ ăn không à. Đăng đồ ăn với đăng mấy cái video về đồ ăn ha. Cái trang đó hầu như là đăng để mà kéo cái lượt lượt follow mà, chứ hầu như không có chạy kiếm tiền mà. Trời, không những ngon chứ mà ngon. Quỳnh làm cả buổi trời mà lúc của ổng lên ổng ngủ ổng ăn mà, đúng không, 10 phút mà không biết được 10 phút ta. Mắm tôm mà anh ăn được mà sao mắm nêm nó không được, Quỳnh cũng hiểu nổi mà. Kỳ dữ ta. Thông thường cái mắm tôm nó nặng hơn một mắm nêm mà. Vậy mà mắm nêm mà mắm tôm ăn nó càng ngon. Không hiểu nổi luôn.
Hôm nay Quỳnh mua cái cục ba chỉ này mà ngờ, cái vị quay giống như của Việt Nam nhưng mà nó không có da hả? Mình sẽ lên cái chén lên để mà mình bỏ bún rồi mình ăn vậy mọi người. Mình làm một chén nhỏ nhỏ thôi, mình trộn tùm lum vào vị nó mới ngon nè. Rồi ăn món này nha mọi người, hôm nay là thiếu nha mọi người, phải có thêm là tai heo. Hôm nay mình bỏ gân rồi cho nên mình thay thế tay heo cũng được, mà tay heo thì giòn còn gân thì nó sực sực, nói chung ăn cái nào nó cũng đã chứ anh trọng. Rồi mình sẽ bỏ vào một chút xíu. Quỳnh không biết là bây giờ cái tiệm ở bên Việt Nam còn bán không, cái tiệm đó chuyên gia là bán bún mắm nêm nha mọi người, là bún nè người ta bỏ chung với lại mắm nêm rồi thịt đầu heo với lại tay heo, bán ở chợ Phạm Văn Hai mọi người, mà không biết giờ còn bán không. Quỳnh mê mọi người, mỗi lần mình đi chợ đó mình vô mình xử mà không biết phải chợ Phạm Văn Hai ta, chợ gì nằm trên Tân Bình mà ngon. Quỳnh quên tên mất tiêu rồi, cái tiệm nhỏ xíu mà ngồi mà lúc nào cũng đông. Cái lá lốt nhà Quỳnh đó mọi người, nó bự chà bá luôn. Quỳnh gói vô là Quỳnh gói là nhiều thịt nhưng mà bởi vì cắn vô nó rất là đã, nó tràn ngập thịt luôn. Quỳnh không biết sao mà Quỳnh trồng lá lốt với lại lá mùng tơi mọi người, nó bự chà bá luôn. Phải gọi là siêu to khổng lồ. Ngon quá. Mọi người biết không, ngày hôm qua Quỳnh kể mọi người nghe là Quỳnh gặp con rắn thứ hai nằm ở trong vườn nhà Quỳnh á, là rắn con mọi người. Hôm nay Quỳnh mới để ý cái vườn nhà Quỳnh á là nó có cái đèn, cái đèn tự động nha mọi người. Cái đèn đó là hầu như á khi mà có người đi qua hoặc là có cái hơi người mà nói chung là có cái thân nhiệt á mọi người thì cái đèn nó sẽ sáng lên. Thì cái đèn đó là nó được dùng, nó lấy năng lượng mặt trời để mà nó chiếu sáng vào ban đêm. Nếu mà mình đi qua đi lại thì nó sẽ rọi sáng cái con đường mà Quỳnh đi vô kiểu cái sân nhà Quỳnh tự ngoài cửa đi vào đấy mà. Bây giờ mới để ý mọi người, lâu lâu á cái đèn nhà Quỳnh hay sáng lên lắm mọi người. Là lý do làm sao mọi người biết không? Quỳnh nghĩ á, chắc có lẽ là mấy con rắn nó đi mọi người. Đúng mọi người, chứ không có gì mà sao tự nhiên cắn đầy được mọi người. Mà mọi người đừng nghĩ, mà Quỳnh lâu lâu mình cũng nghĩ á, có khi nào mà Quỳnh suy nghĩ nhiều quá không ta? Ma thì không được nha mọi người, tại vì ma thì nó đâu có thân nhiệt đâu mọi người.
thì làm sao có đèn nó sáng được. Cái đèn á nó hoạt động trên cơ chế giống như cái cửa tự động mình đi ra vô, thì mình đi gần tới thì cái cửa nó sẽ mở ra nha mọi người. Thì cái đèn ở ngoài sân nhà Quỳnh nó giống y chang vậy mọi người. Đó, Quỳnh kể vậy mọi người nghe thấy ghê không? Quỳnh nói vậy mà còn thấy ghê nữa mọi người. Quỳnh nói mà còn thấy ghê nữa. Mà bếp, thậm chí bây giờ á, Quỳnh tưới cây xong là 6 giờ nha mọi người. 6 giờ xong à. Quỳnh vô trong nhà, Quỳnh không có dám đi ra sân luôn à. Cái đợt khi mà mình gặp con rắn á, là cái đợt đó là 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối mà. Bữa giờ bây giờ á, trễ trễ luôn không dám ra mà. Ừ. Ai biết đâu xui xui mà. Phải công nhận là nó ngon khủng khiếp mà. Cái gân bò này của Quỳnh mua á, thầy là người ta xiên sẵn đó mọi người. Nó cũng đã chín khoảng 70% rồi. Cho nên khi mà Quỳnh luộc nó nhanh chín đó mọi người. Nó nhanh mềm á. Quỳnh luộc khoảng chừng như ta khoảng 20-25 phút là nó mềm được cỡ vậy, là mình làm quá là bắt đầu nó mềm eo lắm mà. Cái gân này tiện cho mọi người, mua về bỏ vô phở ăn cũng nhanh nữa. Mà mọi người biết không, hình như người ta nói là rắn ở trong nhà hay ở trong sân không có tốt mọi người. Trời ơi, mà bây giờ nó ngự trị hai con làm sao mọi người. Tưởng một con mà bây giờ phát hiện hai con. Mà Quỳnh nghĩ không phải hai con nè mọi người. Thí dụ như đã có một con lớn thì sẽ có con giống như là nó có đông nguyên gia đình luôn mọi người. Là có ba, có mẹ, có con luôn mọi người. Quỳnh đã gặp con lớn rồi con nhỏ rồi mọi người. Trời, Quỳnh nghĩ chứ có nguyên gia đình đó mọi người. Nói thì ghê quá mà. Mong đặng hết mùa hè nãy đi. Bởi vì mọi người biết sao không? Cái đường rau nhà Quỳnh á, chỉ trồng được có mùa hè thôi. Bắt đầu từ mùa thu, cỡ chừng tháng 9, giữa tháng 9 tới cuối tháng 9 trở đi á, là cái vườn nhà Quỳnh không còn nắng nữa. Mà không còn nắng, cây nó không có lên nổi mà. Nó chỉ nắng trên đửa lên trên lan can thôi. Cho nên khi mà mình trồng thì không có nắng á, cây lên chậm lắm. Cũng mong rằng là không có cây nó đi với mọi người. Mà mọi người biết lý do tại sao mấy con rắn ở trong sân nhà vườn nhà Quỳnh không? Ở trong sân vườn nhà Quỳnh á, là Quỳnh có trồng mấy cái chậu sen. Chậu sen đó Quỳnh trồng thì Quỳnh cũng phải đổ nước vô, rồi cho cá vô nữa mà. Thì ngoài ruộng mấy cái con cóc con nhái á, nó thấy nước mọi người, nó nhảy vô nó đẻ. Mọi người biết không, thậm chí Quỳnh nhìn ở bên trong cái mấy chậu sen á, Quỳnh còn thấy được cả luôn cả mấy cái con gì ta, con gì mà con cũng con cóc con nhái mọi người, con lăng quăng hết à, không hả,
con nòng nọc nó sinh sôi nảy nở chẳng mọi người, và sau đó thì nó sẽ nhảy ra là con cóc con nhái mọi người, cho nên mấy con rắn nó vô nó ở để nó ăn mấy con đó mọi người. Chứ cái vườn nhà Quỳnh không có gì mà ăn mà, ví dụ như sâu đi, hình như mấy con cóc mấy con rắn nó ăn sâu đó mà, nó chỉ ăn cóc nhái chuột, mình nghĩ vậy không? Mà giờ mấy cây sen của Quỳnh á là Quỳnh trồng lâu lắm mà, cái chậu mà sen lớn Quỳnh trồng 5 năm rồi đó, bây giờ đâu thể nào mà nói là Quỳnh không trồng được mà. Trời, tâm huyết Quỳnh bao nhiêu năm mà. Bây giờ phải làm sao để đuổi nó đi được mà mọi người biết, mọi người kêu Quỳnh trồng xả trồng nào, trời ơi, Quỳnh trồng xả nè, rồi Quỳnh trồng luôn cả cây nguyệt quế, mấy loại cây mà có mùi hôi hôi ấy mà, chứ đâu có sợ đâu mà, nó vẫn ở đó, nó không đi đâu mà, có mùi mà nó ẩn ở đó mà ơi. Bây giờ mấy cái cây mà mình trồng trong vườn giống như cây xả, người quế là kia nó không có sợ. Bây giờ phải có cái gì đó để mà đuổi nó đi được. Mọi người biết, mọi người chỉ Quỳnh nè. Nói chung là mình đuổi nó đi ha, chứ mình không làm hại nữa mà. Cái ghê quá. Ăn hết nửa khay á mọi người. Nào quá. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký để sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.